Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục quay cái lô đất thuộc xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Với tổng diện tích của nó là 662, có khoảng tầm 150 mét mặt tiền đường bê tông như quý anh chị đang thấy đây. Và nó cách cái đường Xuân Định Biên Hòa 2 khoảng tầm 50 mét. Lô đất này nằm ngay khu dân cư. Và cái lô đất này nó cách tỉnh lộ 765 khoảng tầm 700 mét. Thì lô đất của mình đây nha quý anh chị. Đây là lô đất của mình. Cái mặt đường bên này là khoảng tầm 102 mét. Và cái mặt vuông từ ở phía dưới kia đi vào trong cái khóc này là được 79 mét. Mặt tiền đường này là được 150 mét nè. Trên đất hiện tại đang trồng một ít tiêu, là phía đằng sau kia thôi. Thì cái ranh đất từ ngay chỗ này nha quý anh chị. Đó, thì ngay chỗ này. Ranh đất qua tới ngay chỗ này nha quý anh chị. Đây là toàn cảnh của lô đất của mình. Nằm ngay khu dân cư này. Lô đất này thích hợp cho quý anh chị nào mà mua để mà phân lô, hoặc là làm một cái view nghỉ dưỡng rất là hợp lý luôn. Khí hậu rất là mát. Cạnh bên này từ ngay chỗ đó đi qua bên đây là 79 mét. Và cái cạnh từ ngay chỗ đó đi lên phía trên này là 102 mét. Còn cái mặt tiền của lô đất này là từ ngay chỗ đó đi vòng qua bên đây, là 150 mét nha quý anh chị.